Cuộc đời con người nó có năm giác quan, và khi mà hội tụ cả năm giác quan thì nó sinh giác quan 6 là trực giác, linh cảm. Nhưng mà cái giác quan mà để nhận thức thì rất lạ lùng, đó là giác quan thị giác. Cho nên người ta nhận thức bằng mắt. Còn quân nhà mình thì vẫn cứ ý thức rằng người ta nhận thức bằng lỗ tai. Dạy cho thật lắm, mày càng nói mày càng chết. Vì cái bộ phận tai không phải bộ phận gây nhận thức, mà cái bộ phận mắt nó mới gây nhận thức, và tỷ lệ của nó là 89%. Tô Hoài đã viết ra tác phẩm Dế Mèn, lừng danh thế giới. Thì Dế Mèn là bố mẹ sinh ra được hai anh em. Thế thằng út là Dế Mèn, còn thằng anh ấy, hèn như con chó, suốt ngày ở trong tổ, người thì yếu xìu không làm được cái gì. Còn Dế Mèn thì xung phong ra khỏi chào bố mẹ để con đi phiêu lưu, cho nên gọi là Dế Mèn phiêu lưu ký. Anh ấy ra khỏi cửa đến đâu là anh trưởng thành tới đó. Và kết quả anh ấy trở thành anh hùng trong làng Dế. Và kết quả là cái cuốn truyện nó được in khắp thế giới luôn, vì nó mang cái màu triết học. Cuối cùng thằng anh có như chết yểu ở trong tổ, còn thằng em thì thành anh hùng thiên hạ, Dế Mèn phiêu lưu ký. Đấy. Bác Hồ, thế là bác mới leo lên cái tàu than của Pháp, bác ra nước ngoài. Mà mới tuổi 25 thôi, bác ngồi giữa đại, bác đứng giữa đại hội Đảng Cộng sản Quốc tế, Đảng Cộng sản Pháp ấy. Bác phát biểu với tư cách đại diện dân tộc Việt Nam, mà côm lê đẹp dài lắm, lúc ấy còn trẻ không? Chứng chạc như một kẻ năm hai, mà bác mới khởi động ra khỏi đất nước bằng con tàu ấy. Đi tới đâu là con người nó trưởng thành tới đâu. Mày đi tới đâu cái tâm mày mở ra tới đâu. Tôi có một anh bạn, anh chàng này 40 tuổi rồi. Thế nói cậu trúng học bổng một cái lớp ngắn hạn, cậu đi sang Đức. Đấy, thế cậu về, cậu bảo thầy là gì? Em đi một đợt thôi, mà em về sân bay Tân Sơn Nhất em thấy cái đường phố Sài Gòn nó y như cái đường làng. Mà em nói người ta chửi ngay, mày cứ đi lần mày nói cứ như thánh. Từ đấy trở đi 40 tuổi nhé, cậu đi giảng ở Thủ Đức vì trường nó ở quận 1, mà cái cơ sở giảng dạy nó ở Thủ Đức, nó cách khoảng 20 cây số. Thế là xe trường nó đưa đi cứ hai tay hai cái phone này, là cậu bắt đầu có học tiếng Anh. Sau đó từ trường về mệt như thế lại cắm tai không nói chuyện với ai, suốt liền tù tì 3 năm liền. Và sau đó thì cậu chào thân ái cái trường đó, và cậu sang tập đoàn ngân hàng của Mỹ ngay ở Nguyễn Huệ, chi nhánh của nó, mà chùa đó nó nhận. Chỉ sau 2 năm sau ấy, thì cậu lên trưởng phòng kinh doanh của tập đoàn. Các bạn biết là để lên được trưởng phòng kinh doanh là phòng trục y của nó ấy, thì phải nói cực kỳ khó khăn. Thế mà nó lên bây giờ nó trấn ở đó, và nó thượng phong luôn các bạn ạ. Sau 5 năm bằng một đợt Dế Mèn phiêu lưu sang Tây Đức rồi đấy. Cái não nó nở ra, và bây giờ thì nó làm cha thiên hạ, mà từ một anh tiếng Anh bằng không. Cái gì ạ? Cho nên là thầy Dương có dạy nữa nó cũng thế thôi. Tống mày đi sang Đức ấy, chú ý là sang Đức chứ không phải về bên quê ngoại nhé. Đời mày khác liền. Đấy thì các bạn thấy, đấy là cách quản trị hành vi. Đó là tuần sau tao sẽ chuyển chúng mày từ cái lỗ mồm sang hành vi luôn, thì đời chúng mày bắt đầu ăn. Đấy. Thế hôm qua học ghi chép đàng hoàng hay vô cùng, nhưng mà buổi sáng hôm nay nói chuyện ngoài lề hay hơn nhỉ. Tao sang Đức ấy, tao gặp bên Đức tao cho nó như con dế luôn, tao thề mày luôn. Thì mày học để mở được gì chứ, mở cái cách nghĩ. Đấy, thì học để nó ra cái đó. Xong còn hành, thì hành là bắt đầu là Dế Mèn phiêu lưu ký. Cái não nó mới mở ra chứ.
cái hệ quy chiếu so sánh nó mới khác đi chứ. Đi so với mấy cái thằng xung quanh so làm cái cỡ tôi đi so với mấy cái thằng giảng viên ở trong cái xó trường ấy, vừa va vừa vẩn. Chị Hà chị nghĩ cái gì? À thầy ơi, thầy đang nói về cái vấn đề tầm nhìn á, là nghi là về tử vong á. Em có thể chia sẻ một tí về cái cách mà các công ty nước ngoài họ họ nâng tầm nhân viên. Cái lúc mà tụi em mới đi làm thì người ta vẫn cho mình làm nội địa thôi, nhưng mà khi mà họ cảm thấy mình có một cái độ chín nhất định thì họ bắt đầu là họ cho mình đi công tác nước ngoài. Thì đi công tác nước ngoài á là một cách mà mở tầm rất là nhanh. Họ có một cái cách đó là luân chuyển nhân viên từ quốc này ra này sang quốc khác để tạo cho người ta một cái sự thích nghi. Sau khi mà những cái bạn đó đã trải qua cái chương trình đào tạo đó thì các bạn sẽ được đưa về và làm những cái lãnh đạo cấp cao ở cộng đoàn. Người ta mở tầm xong, người ta về để người ta nâng cuộc sống mình lên và nâng công ty lên, và nói một cách ngạo mạn tí là nâng tầm quốc gia lên, góp phần trong đó có mình giàu nhanh lắm, mà đồng thời đất nước cũng giàu theo. Cho nên lần sau thầy sẽ quyết định cho thằng An đi phiêu lưu du ký với thầy, nhưng mà thằng Tú là chỉ cho đi Sơn La thôi, thằng An sẽ cho xuất ngoại. Và người đầu tiên mà thầy giáo gặp thằng Trọng thì động tác đầu tiên thầy giáo bảo: mày có passport chưa? Nó bảo dạ chưa. Đi làm. Nó bảo: ủa con cứ đi đâu làm? Tao bảo tao không thể thích, đi làm. Khi passport làm xong cái thì tao xách cổ nó sang London ngay tại chỗ. Trước khi làm việc với tôi là tôi làm động tác đó. Sang đó tôi giao cho cái máy ảnh thật to, tất cả cửa hàng cửa hiệu chụp, rồi bắt đầu chuẩn bị làm logo. Vậy thì cấu tạo của não là gì? Ý thức là phản ánh tồn tại xã hội. Tồn tại xã hội nó như thế nào thì nó dội vào cái não mình, từ cái não mình nó mới dội ra hành vi. Cho nên khi em đi thì em thấy cái thực tại xã hội ấy, cái hiện thực khách quan ấy nó dội vào não thì nó chuyển cái nhận thức, thế bắt đầu nó mới biến thành tài. Thì đấy là tác dụng của cái việc đi một đàng học sàng khôn là thế. Vậy thì muốn cho người ta tin thì chỉ có một cách là thay đổi cái hiện thực khách quan, thì lập tức não người ta phản ánh thì người ta sẽ tin và người ta làm khác đi. Cho nên là cái anh mà nghĩ gì thì nghĩ, nhưng anh sang anh thấy người ta có một cái bức tranh nó đẹp như vậy thì lập tức tư tưởng nó chuyển. Cho nên là về cái là cứ 10 ông đi nước ngoài thì về nghĩ khác cả 10. Vì cái hiện thực ấy nó vẽ vào não thì không thể xóa được. Cho nên là cái anh nhà mình thì cứ cực đoan, bên ấy nó dở. Của mình thì nát như tương, thì nó nhảy vào não là như tương, thì tay người ta làm như tương, thái độ lao động không làm. Cho nên cái bức tranh xã hội nó sẽ phản ánh. Chứ anh không thể nói các chú là phải tin anh, mà anh thì làm như mèo mửa, như mồm cứ nói các chú phải tin anh, không bao giờ gây được. Trường Doanh Nhân PR.